Xin chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt máy in T81 35 mã dòng mới nhất của năm 2020. Thì đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào trang tânphát.com.vn, chọn mục download và hướng dẫn sử dụng. Sau đó các bạn kéo xuống dưới, ở đây sẽ có một đường link dẫn đến driver. Các bạn click đường link, sau đó tải driver mới nhất về. Sau khi tải về thành công, các bạn mở thư mục chứa file vừa tải về. Đây, sau đó các bạn giải nén ra. Tiếp theo, chúng ta chạy file cài đặt. Các bạn chọn Agree, rồi Install. Và sau khi cài đặt xong thì một cửa sổ của Epson sẽ hiện lên. Đó, các bạn chọn mã máy in, ở đây của tôi sử dụng là T8135 mã dòng receive port type. Ở đây chúng ta chuyển lại USB để auto setup và chúng ta save setting. Rồi, sau khi đây, máy sẽ hiện lên một trạng thái máy in mới ở đây. Sau đó chúng ta chọn close, kết thúc. Tiếp theo các bạn vào control panel để kiểm tra driver mới cài. Rồi, chúng ta đã hoàn thành cài đặt ở đây.
video đến đây là kết thúc.